Chúng ta đã nghe cái câu nói là đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Cái khoảnh khắc đầu ngày là cái khoảnh khắc thiêng liêng nhất. Và cách mà bạn sống một ngày chính là cách mà bạn sống một đời. Bởi vì một ngày của chúng ta chính là cuộc đời thu nhỏ. Thực ra một kiếp người thì nó hữu hạn, cùng lắm là 100 năm mình làm tròn là như vậy. Như vậy là 100 năm cộng lại, mà mỗi một năm là 12 tháng, đúng các anh chị? 12 tháng thì một tháng sẽ có 30 ngày, phải không ạ? Như vậy là một ngày chính là cuộc đời thu nhỏ của một người. Mình muốn có một cái đời sống á, rực rỡ, ngoài hạng, thì mình phải có một ngày như vậy. Bởi vì tổng của tất cả các ngày lại thì nó ra một năm, một tháng, rồi là ra một đời các chị. Và để có một ngày thì chúng ta phải có một giờ. Để có một giờ thì chúng ta phải có một phút. Và để có một phút, chúng ta sống một cái đời sống không chỉ có trong mơ, thì mỗi một khoảnh khắc, mỗi một khoảnh khắc chúng ta không được đánh mất. Chúng ta phải có mặt trọn vẹn cho từng khoảnh khắc, đúng không các chị? Nhưng mà để làm được điều đó thì cái khoảnh khắc đầu ngày á, chính là cái chất xúc tác bôi trơn. Nó giống là cái máy chúng ta cần phải khởi động đầu ngày để nó được làm nóng, ấm, kích thích. Thành ra trên giường thức dậy, chúng ta cố gắng thức dậy trước bình minh. Bình minh là mấy giờ ạ? Đó là 6 giờ sáng. Thì chúng ta cố gắng thức dậy trước bình minh, và tốt nhất là trước 5 giờ sáng. Và khi mà chúng ta dậy trước 5 giờ sáng như vậy, sau khi mà chúng ta vệ sinh cá nhân xong rồi, thì chúng ta hãy dành ra khoảng ít nhất là 30 phút đến 1 tiếng. Cái này người ta gọi là giờ quyền lực dành cho bản thân, để chúng ta có thể thiền, chúng ta có thể thư giãn, chúng ta có thể chiêm nghiệm sâu, để chúng ta thanh tẩy, làm sạch cái tâm hồn của mình. Và rồi á, cái tâm của mình nó vững chãi, nó khỏe khoắn, nó đủ lớn mạnh để chúng ta vượt qua những cái khoảnh khắc còn lại của một ngày rất là nhẹ nhàng. Và cơ thể chúng ta thì có nhiều cái tầng hệ thống vận hành khác nhau, nhưng mà nó chịu cái sự chi phối của cái tâm thức của chúng ta. Cụ thể chính là cảm xúc và ý nghĩ đến từ tâm thức. Và khi chúng ta khởi lên một ý niệm thì nó sẽ tạo ra một cái rung động năng lượng tương ứng, và nó ảnh hưởng tới toàn bộ những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng, hệ thống phân tử của các tế bào, rồi là đến tầng năng lượng của các tế bào. Vậy thì nếu như ở tầng tâm thức của chúng ta được gột rửa, thì cũng đồng nghĩa một việc là ở cái tầng tế bào vi tế cũng được thanh tẩy và gột rửa. Thành ra hãy bắt đầu một ngày mới với một cái tần số rung động năng lượng bậc cao. Chúng ta cùng comment giúp cho Nam Hà. Hãy bắt đầu ngày mới bằng những cái tần số rung động năng lượng bậc cao, bằng cách là chúng ta hãy tác ý, chúng ta hãy khởi lên những cái ý niệm và hình dung trong tâm trí một ngày mà mình muốn trở thành như thế nào. Và bây giờ Nam xin chia sẻ những cái câu được gọi là thần chú để giúp chúng ta sẽ có một cái ngày mới tuyệt vời. Đầu tiên, khi chúng ta thức dậy, chúng ta hãy mỉm cười. Bởi vì chúng ta vẫn còn sống, vẫn còn thở. Đó là một điều kiện tuyệt vời của hạnh phúc mà chúng ta cần phải ăn mừng cái khoảnh khắc đầu ngày. Đó là hãy nở một nụ cười mỉm ở trên môi
và giữ khoảng 10 đến 15 giây. Và sau đó tâm tâm niệm niệm cái câu thần chú này là ngày hôm nay những điều tuyệt vời nhất, may mắn nhất, hạnh phúc nhất đang chào đón tôi. Chúng ta có thể comment xuống nhé. Ngày hôm nay những điều tuyệt vời nhất, may mắn nhất, hạnh phúc nhất đang chào đón tôi. Như vậy chúng ta đã tác ý một cái câu thần chú và hình dung trong tâm trí của chúng ta. Cái hình ảnh nó thật rõ nét, nó chảy trong tâm trí chúng ta. Chúng ta thật tin tưởng, thật cảm xúc. Và cái hình ảnh đấy càng rõ nét bao nhiêu thì cả ngày hôm đó những điều tuyệt vời nó đến với chúng ta các anh chị. Bởi vì chúng ta đã bắt đầu một ngày mới với cái tần số rung động năng lượng bậc cao. Và ngày hôm đó chúng ta sẽ chiêu cảm những thứ tương ương nó đến với cuộc đời của mình. Và nếu mà chúng ta sống như vậy sao? Tất cả nỗi khổ niềm đau, ngay cả bệnh tật ở trên thân của chúng ta cũng sẽ bắt đầu được chuyển hóa. Các anh chị ạ, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Nam Hà. Còn rất nhiều video giá trị tiếp theo, quý anh chị hãy click ngay trên màn hình ô bên trái hoặc bên phải để xem tiếp. Nam Hà xin chân thành cảm ơn.